Thân ái kính chào quý cụ, quý bà và anh chị em, khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta trở lại với chương trình đặc biệt trong Chủ nhật hôm nay. Và hiện diện trong phòng tu hình ngày hôm nay có cha Louis Quân Trần. Xin mến chào cha. Vâng, chào cha Quang, rất vui được gặp cha lại ngày hôm nay. Dạ, cũng rất vui gặp cha. Ngày hôm nay chúng ta trở lại sau một tháng để mà chúng ta nói tiếp và đi tiếp cái cuộc hành trình, đó là chúng ta sẽ chia sẻ với quý thính giả về cuốn sách Noi Gương Đức Mẹ Maria mà của chính cha Quân đây đã viết, và cuốn sách đầu tay của ngài. Và lần trước thì chúng ta đã đi qua cái phần gọi là mở đầu, đúng không cha? Vâng. Và quý thính giả phải nói rằng là có những ấn tượng rất là tốt. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua chương thứ nhất trong cái cuốn sách này, đó là về đức tính hay là nhân đức khiêm nhường. Thế thì cha có thể chia sẻ một tí xíu về nhân đức khiêm nhường mà cha đã viết trong cuốn sách này. Vâng, thì khiêm nhường là, giống như cha biết, nếu mà cha đọc sách nhiều về các thánh thì ai cũng nói là khiêm nhường là có thể là nói cái nhân đức quan trọng nhất, mà cái nhân đức đầu tiên cần phải có. Nếu mà không có khiêm nhường thì sẽ không có phát triển trong các nhân đức khác được. Tại vì nếu mà kiêu ngạo thì Chúa sẽ coi như là bớt ân sủng đi. Chúa sẽ không có cho mình những cái hồng ân nữa. Tại vì sao? Tại vì nếu mà Chúa cho mình thì mình sẽ càng kiêu ngạo thêm nữa. Mình nghĩ là mình giỏi, là mình đẹp, hay là mình này kia tốt, này kia. Nhưng mà thành ra cái khiêm nhường rất là quan trọng. Thì chúng ta biết là Đức Mẹ rất là khiêm nhường, phải không? Đức Mẹ coi như là không bao giờ mà nghĩ đến mình, coi như mình là không có phải là người quan trọng, hay là mà coi như là chỉ có là muốn là làm coi như là người đầy tớ, người làm tôi tớ của Chúa để làm phục vụ Chúa mà thôi, coi như mình là không là ai hết. Thế nên mình phải như vậy mới được. Vì vậy mà Chúa nâng đỡ Đức Mẹ lên rất là cao, là mẹ, coi như là mẹ của Chúa Giêsu và mẹ của chúng ta luôn. Thật ra khiêm nhường nghĩa là sao? Nhưng mà khiêm nhường cũng nhiều người không có hiểu khiêm nhường nghĩa là gì. Thì khiêm nhường nghĩa là vậy. Khiêm nhường là mình, là các thánh và thánh Teresa nói là khiêm nhường là sự thật. Nghĩa là mình biết được cái sự thật mình là ai và Chúa là ai. Là mình là không có gì hết. Là Chúa đã, cái gì mà tốt mà mình có thể làm được, cái gì tốt mà về mình là vì Chúa đã ban, vì là của hồng ân Chúa cho, chứ không có phải là của mình. Thế nên mình phải dựa vào Chúa hoàn toàn. Nếu mà không có Chúa thì mình không có sự sống, mà không có làm được việc gì hết. Cái đó là sự thật. Và khi mà mình biết được cái sự thật như vậy rồi đó, thì mình sẽ không có kiêu căng. Mình biết được, thì mình sẽ nhận xét được, mình có thể giỏi cái này, mình giỏi cái kia. Tại vì ai cũng khác nhau hết, ai cũng có hồng ân khác nhau. Thì có người thì giỏi, có thể nói về dạy giảng hay gì đó, phải không? Nghe cha giảng hay lắm, phải không? Còn không dám nhận. Nhưng mà nghe nói như vậy thì cha cũng có thể nói là cha khiêm nhường. Nhưng mà mình có thể nói là cha giảng hay, nhưng mà cái đó không phải vì cha giảng hay, nhưng mà vì Chúa Thánh Thần giúp cha. Vì Chúa đã ban cái đó cho cha, được không? Thì tôi cũng vậy, cũng có người cũng nói tôi, cũng nói mình là giảng hay. Thì mình biết là mình cái đó không có phải là của mình, nhưng mà có thể là Chúa cho. Cái là một cái hồng ân Chúa cho, một cái đặc sủng Chúa cho. Thì mình nói cái đó là cái, thật ra mình không có kiêu căng. Mình biết là tại vì Chúa cho mình cái đó, thật ra mình mới có thể làm được. Thì ra trong đời sống là, mình vẫn có thể nhiều là hồng ân, mình có thể vẫn là giỏi nhiều chuyện, nhưng mà mình vẫn có thể khiêm nhường được. Tại vì mình biết là tất cả là của Chúa, chứ không có phải là của mình. Mình biết là không có Chúa thì mình không có làm gì được hết. Thì khiêm nhường là như vậy. Khi mà mình có cái tâm hồn khiêm nhường, mình có cái nhân đức khiêm nhường, thì Chúa sẽ bắt đầu, Chúa làm việc, Chúa bắt đầu, Chúa cho chúng ta, cho mình thêm ân sủng để mình làm việc cho Chúa. Nhưng như Thánh Chúa Giêsu cũng vậy. Chúa nói bắt chước Chúa vì Chúa là khiêm nhường và hiền lành. Phải không? Đó, Chúa khiêm nhường, Chúa coi là Chúa, là cái gì mà Chúa có là Chúa cha cho Chúa. Phải không? Chúa không có kiêu ngạo, không có kiêu căng, mà tới để phục vụ, chứ không có để người khác phục vụ mình. Thế nên mình phải vậy. Mình khi mà mình biết cái khiêm nhường của mình, biết cái hồng ân của mình rồi, mình biết những cái hồng ân mà Chúa ban, thì mình muốn coi như là đáp trả, mình muốn phục vụ Chúa, mình muốn dùng những cái hồng ân đó để cho vinh danh Chúa, để giúp được người khác.
Thành ra cái khiêm nhường là rất là quan trọng nếu mà chúng ta muốn phát triển trong những nhân đức khác. Con thường nghe đó là khi mà mình bước vào đời sống tu đó thì chúng ta nghe rất là nhiều về các nhân đức và đặc biệt là nhân đức khiêm nhường này. Nhưng mà đối với người ở bên ngoài đó cha, những người mà thí dụ giáo dân thì đối với họ cái sự khiêm nhường là cái gì nó cũng hơi xa lạ một tí xíu, là bởi vì trong đời sống nó cần cái sự phấn đấu, phải cố gắng, phải đạp người này mới lên được người kia đó. Bởi vậy đối với họ cái việc mà hạ mình xuống là một cái điều phải nói rằng là đối với họ nó không có dễ thế nào. Đối với chúng ta cũng đã khó rồi, đối với người giáo dân nhiều khi đó cũng lại là một cái thách đố nữa. Thì không biết là cha có một cái kinh nghiệm nào đó trong cuộc sống của mình mà đã dạy cha phải khiêm nhường hay không? Thì Chúa sẽ cho chúng ta khiêm nhường. Chúa, nếu mà cái này là cái hồng ân Chúa ban, Chúa sẽ để cho nhiều chuyện nó xảy ra để cho mình biết là mình thiếu tốn, mình biết là mình yếu đuối, mình biết là mình cần phải dựa vào Chúa. Thì khi mình khiêm nhường, mình cũng phải coi như những cái đó là coi như là cái hồng ân. Thì mình cũng phải biết được sự thật là không có ai mà hoàn hảo hết, chỉ có Đức Mẹ là hoàn hảo thôi. Và Đức Mẹ là mà cảm tạ Chúa, Đức Mẹ khen ngợi Chúa vì Chúa đã ban cho Đức Mẹ như vậy. Thì mình cũng phải nhận xét cái sự thiếu tốn của mình, cái yếu đuối của mình, cũng tội lỗi của mình. Tại vì cái đó là cái sự thật, phải không? Ai cũng vậy, các thánh cũng vậy, thánh Alfonso cũng vậy, cũng là kẻ có tội, phải không? Dù thánh đi nữa cũng phạm tội, không có tội lớn thì cũng tội nhẹ, cũng có sự cái yếu đuối trong đời sống của Ngài. Thì mình cứ nhận xét như vậy, mình biết là mình vẫn yếu đuối, mình vẫn thiếu tốn, nhưng cái đó không có sao hết. Mình cứ không có cần phải là tỏ ra một là mình hoàn hảo, là mình cái gì mình cũng biết hết, cái gì mình cũng có thể làm được hết, không? Có thể có cái mình giỏi, có cái mình không giỏi, có cái mình biết, có cái mình không biết, có cái mình thiếu, có cái mình này kia. Thành ra cha nghĩ cái đó mình cái đó trong thế gian là như vậy, hay coi cái bề ngoài rất là quan trọng, phải không? Mình muốn người khác là tôn trọng mình, khen ngợi mình này kia, nhưng mà cái đó mình biết là sẽ sống một đời sống không có dễ dàng. Tại vì nếu mà vậy thì mình coi cái tư tưởng của người khác, cái suy nghĩ của người khác về mình coi quan trọng quá, phải không? Tại vì sẽ có người nó sẽ không thích mình, có người sẽ chê ghét mình, có người sẽ giỏi hơn mình. Thì khi đó là mình sẽ buồn rầu, mình sẽ chán nản thì không được. Không, mình chỉ có cố gắng sống cho Chúa, cố gắng phục vụ Chúa, cố gắng sống cho Chúa, thì Chúa sẽ cho mình thêm ân sủng. Tại vì ngược lại, Chúa đã nói ai mà kiêu căng nữa thì Chúa sẽ hạ xuống. Chúa sẽ hạ xuống. Chúa sẽ hạ xuống để tại sao? Tại vì sau này Chúa hạ xuống để sau này khi mình khiêm nhường rồi, Chúa lại nâng mình lên. Tại vì Chúa muốn cái gì tốt nhất cho mình mà thôi. Thành ra ai mà kiêu căng thì sẽ có một cái bài học. Nhưng mà cái bài học đó là một cái hồng ân Chúa ban mình cho mình biết là thật sự là mình thiếu tốn mà cần phải dựa vào Chúa. Dạ vâng. Cái chương đầu tiên trong cuốn sách của cha nói về cái nhân đức khiêm nhường, và con thấy đây là một điều phải nói rằng rất 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 cần trong đời sống của mỗi ân gọi. Đi tu cũng phải cần khiêm nhường, và đời sống gia đình cũng phải cần khiêm nhường, đúng không cha? Nhất là chắc có lẽ là cha đã nghe rất là nhiều cái vấn đề mà nhiều khi người ta hay chia sẻ, đó là ở trong đời sống gia đình mà nhiều khi có những đấng bậc gọi là các ông chồng đi, trưởng giả, có nghĩa là chồng Chúa và vợ tôi á cha, coi vợ giống như là một con sen về con ở đó, sai khiến và bắt phải phục tùng người chồng. Chồng nói cái gì là phải nghe, không nghe thì lại có chuyện. Nên là cái sự lục đục ở trong gia đình nhiều khi nó cũng xảy ra như vậy, là bởi vì một trong hai người không có sự khiêm nhường, không biết hạ mình xuống để mà phục vụ, mà đòi ép cái người kia họ phải phục vụ mình. Đó là đời sống gia đình nhiều khi nó lại xảy ra như vậy. Nên không biết rằng là cha có những cái gọi là cái lời khuyên nào cho những cái trường hợp như vậy không thưa cha? Vâng, thì mình nhìn Chúa Giê-xu là làm gương mẫu của chúng ta. Thì Chúa Giê-xu là Chúa, nhưng mà cái đêm cái tiệc ly đó thì Chúa làm gì? Chúa rửa chân cho các môn đệ, phải không? Chúa mang một cái thách ta, lấy cái khăn, Chúa bỏ trong thắt lưng, Chúa rửa chân các môn đệ. Chúa nói Chúa làm như vậy để làm gương mẫu cho chúng ta.
chúng ta cũng phải làm cho nhau. Tại cái đó rất là thường thường rửa chân là cái việc mà coi như là rất là thấp, là cái đó là cho các môn các đầy tớ làm thôi, phải không? Nhưng mà Chúa làm, Chúa rửa chân cho các môn đệ, rồi Chúa nói chúng ta đây là một cái bài học, một cái gương mẫu cho các con phải làm cho nhau. Đó, thành ra cái các cái giống như là trong trong cái tuần thánh đó, cái ngày thứ năm trong tuần thánh thì thường thường không có COVID thì các linh mục cũng vậy, phải không? Trong cái lễ đó thì cũng rửa chân cho các giáo dân đó, thì người chồng cũng vậy, mình cũng phải khiêm nhường. Đó là thì Chúa cho người vợ là coi như là cũng là không có phải là nô lệ của mình, nhưng mà coi như là một bạn thân của mình đó, để mình giúp đỡ nhau để tới gần Chúa, chứ không có phải làm nô lệ. Thành ra trong trong gia đình cũng vậy, người chồng cũng vậy, phải đối xử với người vợ một một cách tốt, một cách khiêm nhường, thì phải giúp đỡ nhau. Mình cần phải cần cả hai người cần giúp đỡ nhau để tới gần Chúa, để càng ngày càng thánh thiện, để sống đẹp lòng Chúa. Chứ mình đối xử với người khác không có tốt, mình ép buộc người khác, mình bắt người khác phục vụ mình, thì cái đó sẽ không có đẹp lòng Chúa, mà mình trở thành kiêu căng mà tội lỗi nữa. Mà cha mẹ với con cái cũng vậy, nhiều khi mà cha mẹ lầm hay cha mẹ sai cũng vậy, thì cũng phải nói thật với con cái, thì cũng nhiều khi cũng phải xin lỗi con cái, cha sai hay mẹ sai hay là nói như vậy. Khi mà nói như vậy thì mình thì con cái nó sẽ nghe lời hơn, nó sẽ tin tưởng hơn, chứ phải không? Thì khi mẹ với cha mẹ mà sai thì cha mẹ nhận xét mình sai, nhưng mà thì sau này con cái nó sẽ nghe lời, khi mà ba cha mẹ nói đúng thì nó sẽ nghe lời. Thì cha thấy như vậy, mình thấy như vậy rất là quan trọng. Nhiều khi mình cũng vậy, mình là linh mục đi nữa, mình lâu lâu mình cũng phạm tội với người khác, giáo dân đi nữa, hay mình làm cái gì sai thì mình phải nên sẵn sàng nhận xét, mình cũng là con người thôi. Thì mình làm gì sai hay mình cái gì yếu đuối thì mình cũng phải xin lỗi người khác để tha thứ cho mình, tại vì ai trong chúng ta cũng phải cần Chúa tha thứ hết. Thì mình phải sống cái đời sống như vậy, để khiêm nhường phục vụ, đừng có kiêu căng, đừng có ép lực người khác. Dạ vâng. Cảm ơn lời chia sẻ của cha về những cái đức tính khiêm nhường này. Và con thấy là nếu như thực sự không có cái đức tính khiêm nhường trong cuộc sống, để mà khi chúng ta đối xử với nhau đó, thì cái relationship hay là cái tình cảm của nhau thực sự nó không thể nào bền chặt được, đúng không cha? Bởi vì nếu như mình chỉ đòi buộc người khác là một người phục vụ mình, hay là mình coi người khác là dưới mình, thì cái việc đó nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là mình luôn luôn mình tỏ ra là mình ta đây và muốn người đó coi như là một người phục vụ mình mà thôi. Và cái đó nó đi ngược lại với lại những gì Chúa muốn. Thế thì trong cái cuốn sách này của cha đó, thì cha nói đến cái nhân đức khiêm nhường của Đức Trinh Nữ Maria. Thì cha có thể chia sẻ một tí xíu về Đức Mẹ đã khiêm nhường như thế nào thưa cha? Vâng, thì Đức Mẹ là ngay đầu tiên là Đức Mẹ khi mà Thiên Thần tới với Đức Mẹ, thì Đức Mẹ rất là coi như là ngạc nhiên, phải không? Nói là Đức Mẹ đầy tràn ân sủng. Đức Mẹ rất là ngạc nhiên vì Đức Mẹ coi mình là không quan trọng, coi mình là không có xứng đáng, phải không? Nhưng mà Đức Mẹ khiêm nhường nghĩa là Đức Mẹ coi như nói là mình là đầy tớ của Chúa, tôi tớ của Chúa, sẵn sàng phục vụ Chúa. Tức là không có sống cho mình, không có cái không có coi như là cái ý riêng của mình, mà không muốn là mình nổi lên hay là này kia, nhưng mà mình chỉ có sẵn sàng sống cho Chúa mà thôi. Coi như cái người mình có thể là đổ ra cho, coi như là nó trống rỗng, giống như Chúa Giêsu như vậy. Chúa là Chúa mà đã trở thành người, đã đổ mình ra làm coi như là giống như người đầy tớ. Thì Đức Mẹ cũng vậy, cũng giống như Chúa như vậy. Đức Mẹ coi như là cái người nó trống rỗng, để không có phải có cái sự kiêu căng hay là cái tôi cao, nhưng mà coi như là mở lòng, cái chỉ có ý định phục vụ Chúa mà thôi. Thì Đức Mẹ nói tự mình nói về mình là mình không phải là quan trọng, mà là coi như là tơi tớ của Chúa thôi, thì sẵn sàng sống cho Chúa. Thì vì vậy Chúa mới chọn Đức Mẹ là mẹ của Chúa, mới nâng lên làm cao như vậy. Tại vì nếu mà Đức Mẹ mà kiêu căng rồi đó thì Chúa không bao giờ chọn Đức Mẹ hết. Mà Đức Mẹ cứ cả đời sống khi nào cũng khiêm nhường hết, mà không có muốn là người khác để ý đến mình, không muốn người khác khen ngợi mình.
Nhưng mà tại vì khi Đức Mẹ tới tới Thánh Elizabeth á, thì Thánh Elizabeth bắt đầu khen ngợi Đức Mẹ là tại sao Đức Mẹ lại tin tin Chúa khi khi Chúa nói với Đức Mẹ như vậy, mà là được Mẹ Thiên Chúa thì Đức Mẹ làm sao? Đức Mẹ lại khen ngợi Chúa, vinh danh Chúa. Đó, thành ra Đức Mẹ khi nào cũng là đưa cho nghĩa là khen ngợi Chúa chứ không có khen ngợi mình, để muốn người khác biết về về Chúa và khen ngợi Chúa và vinh danh Chúa mà thôi. Thì Đức Mẹ sống cả đời đời sống như vậy, thì chúng ta biết là cha biết là giống như hình nhiều hình ảnh của Đức Mẹ đó, thì mắt Đức Mẹ đang nhìn xuống, phải không? Khi nào cũng hay nhìn xuống, thì vì nhìn xuống là một cái cách tỏ ra cái khiêm nhường, là mình coi như là mình không có xứng đáng, là mình người khiêm nhường, là mình cứ hay nhìn xuống, thì cái đó là như vậy. Thì cái chữ khiêm nhường nó trong cái chữ Latin đó, nó cũng là cái chữ là của nó nói là giống như là đất, từ đất mà ra, phải không? Như là humus đó, humus là ở dưới đất. Thì thật ra chúng ta từ đất mà ra, phải không? Là Chúa đã tạo ra ông Adam và bà Eva là từ đất, từ cát, từ bùn lên. Thành ra rồi xong Chúa thổi vào cái hơi Chúa Thánh Thần thì những người mới có tâm hồn, mới có sự sống. Rồi trong cái lễ tro khi mà linh mục bôi cái tro lên trán của mình đó, nói sao? Nói là mình nhớ là mình là đất và mình sẽ trở lại thành đất, phải không? Thành ra khi mà mình biết như vậy rồi thì mình sẽ khiêm nhường. Mình cái là nhắc nhở chúng ta là mình từ đất mà ra, mình sẽ trở lại thành đất. Thì chúng ta biết như vậy thì chúng ta biết là không có Chúa chúng ta không có làm gì được hết, chúng ta từ đất mà ra. Thì có thể thì mình nói là khi mà mình biết vậy thì mình sẽ không có cần phải tỏ ra là mình cao hay là quan trọng hay là này kia. Cái hướng đi mà Đức Trinh Nữ Maria là hướng đi của sự khiêm nhường. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta đó thì làm cách nào để chúng ta có thể tập được cha giống Đức Mẹ? Cha có những cái phương cách nào để giúp cho bản thân con hay là những người giáo dân họ có thể tập từng bước để họ đạt tới cái nhân đức khiêm nhường này không? Vâng, thì một cách là mình nên cầu nguyện. Thì khi mình cầu nguyện thì mình sẽ biết là mình biết là mình thiếu tốn, mình cần Chúa, phải không? Thế là cái khi mình càng cầu nguyện thì cha thấy mình thấy là mình càng khiêm nhường, phải không? Thì những người mà kiêu căng như có thể người ta ít khi cầu nguyện, người ta nghĩ là người ta không cần Chúa, người ta làm cái gì cũng được hết, không? Và đây mình cầu nguyện là mình tới với Chúa, là mình nói với Chúa: Chúa ơi, con cần Chúa, con không làm được một mình, con cần phải dựa vào Chúa, con phải xin Chúa giúp đỡ con. Thì cầu nguyện là một cách. Cái thứ hai nữa là cha nghĩ là giống như là khiêm nhường là giống như là trẻ con, không như là trẻ con. Tại vì trẻ con khi mà trẻ con biết là mình cần người lớn, cần cha mẹ, phải không? Tại mình không có làm gì được. Giống như là thánh Therese of Lisieux đó, thì nói là thánh coi như là mình là một đứa con gái nhỏ thôi, không có thể đi xa được, đi một chút là vấp ngã, cần Chúa Cha phải tới bồng đỡ mình lên để dẫn mình đi. Thì là một cách là mình có thể bỏ một cái hình từ khi mình còn nhỏ đi, mình bỏ lên cái bàn của mình hay đâu đó để nhắc nhở là thật ra mình dù mình lớn đi nữa nhưng mình cũng coi trước mắt Chúa mình cũng coi như là một đứa trẻ con như vậy, một đứa bé con như vậy. Thật ra không có Chúa mình cũng không có làm gì được. Thật ra trong cái bàn trong phòng văn phòng của cha cũng có một cái hình của cha khi cha 9 tháng cha đẻ đó, thì cha đứng không có vững nữa, đang vịn đây đó, thì cha nói thật là trước mắt Chúa cha cũng coi như là vẫn là như vậy, vì nếu mà không có Chúa cha cũng không có làm gì được. Thành ra cha phải dựa vào Chúa hoàn toàn. Thì cái đó là cũng là mấy cái cách để cho chúng ta khiêm nhường, nhắc nhở chúng ta là chúng ta thiếu tốn mà cần phải dựa vào Chúa. Con cảm thấy cha là một người rất là sâu sắc, có lẽ là cha đào sâu rất là nhiều về giống như là không chỉ là những cái kiến thức bên ngoài nhưng mà còn những cái cách sống ở bên trong, nhất là cái sự gắn bó với Chúa và đặc biệt là với Đức Trinh Nữ Maria. Thế thì trong cái đời sống cầu nguyện của cha đó, thì cha có thể chia sẻ với quý khán giả đó là cha cầu nguyện như thế nào để có thể giúp cho mình gọi là dễ dàng đến với Chúa hay đến với mẹ được không thưa cha? Vâng, thì cha mình thì sáng sáng sớm là mình dậy sớm,
rồi sau mình có cái nhà tạm ở trong cái chỗ cái nhà các cha ở đó, thì mình có nhà tạm đó, thì mình tới với Chúa, tới rồi tới với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thành ra cha nghĩ cái đó rất là quan trọng, đến với Chúa. Cha nói về cha có chương 12, cha nói về các bí tích, thì cha có nói, mình có nói thêm về bí tích chầu mình thánh Chúa đó. Nhưng mình nghĩ là cái đó rất là quan trọng, nếu mình được đến gần với Chúa, đây là thật là mình thánh Chúa Giêsu. Rồi cha mình đến với Chúa thì mình cũng vẫn đọc mấy cái kinh mà các linh mục đọc đó, thì mình đọc đó, rồi xong mình ở lại với Chúa, mình tâm sự với Chúa, mình nói chuyện với Chúa, mình chia sẻ với Chúa những cái gì trong lòng mình. Có cái sự buồn rầu hay cái sự lo lắng hay cái sự vui hay chán nản hay buồn cái gì đó cũng vậy, cũng chia sẻ với Chúa giống như mình chia sẻ với người bạn. Mình thật sự mình biết mình phải có đức tin là Chúa thật sự hiện diện, Chúa đang nghe mình, Chúa đang lo lắng cho mình, Chúa đang yêu thương mình, Chúa đang nhìn mình. Thế nên mình cứ nói chuyện với Chúa, chia sẻ với Chúa, rồi xong mình có thể mình đọc mấy cái bài đọc để chuẩn bị cho lễ hay là giảng gì đó. Mình có thể rồi xong xin Chúa soi sáng, Chúa ơi Chúa muốn nói cái gì với con trong những lời thánh kinh này. Thì cha nghĩ đã chứ ngày nào mình cũng đọc thánh kinh chắc cha cũng vậy, phải không, để chuẩn bị cho thánh lễ này kia. Thì cha nghĩ cái đó rất là quan trọng. Cái này là nói là có thể nói là suy niệm, phải không, không phải là cầu mà đây là gọi là suy niệm. Thì mình đọc cái lời Chúa, mình nói xin Chúa, Chúa soi sáng, Chúa muốn con biết cái gì trong những lời này, Chúa muốn nói gì với con trong đời này. Rồi xong mình coi có một cái chữ gì đó, có một cái câu gì đó, có một cái gì đó trong cái lời, trong cái bài thánh kinh này mà mình coi như là thúc động mình không, coi như là Chúa nói gì với mình không. Có thể là nó là tha thứ, có thể nó là khiêm nhường, có thể là nó là ở lại với Chúa hay là cái gì đó. Đó, rồi xong mình đáp trả lại với Chúa, mình có thể nói là vâng, thì con sẽ cố gắng làm như vậy, con sẽ cố gắng làm theo ý Chúa. Đó, thì mình sẽ khi mà mình suy niệm thánh kinh, mình ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, mình tâm sự với Chúa, thì mình sẽ bắt đầu gần gũi với Chúa hơn. Thì khi mình ở đó thì mình có thể có tượng Đức Mẹ, thì mình quay qua Đức Mẹ, mình nói xin Mẹ giúp con với điều này, rồi Thánh Như Xe nữa, có tượng Thánh Như Xe thì cũng xin Chúa Thánh giúp con với điều này, điều kia. Đó, thì cái cách đó là cái cách mà cha thường cầu nguyện. Rồi cha cũng là cầu nguyện chuỗi mân côi nữa, cũng giống như chắc cha cũng vậy. Đó, thì trong trong ngày có thời giờ đó thì mình cứ cố gắng cầu nguyện chuỗi mân côi. Rồi xong trước khi mình đi ngủ đó thì mình cũng cầu nguyện là mình xin Chúa soi sáng cho mình lại cái ngày hôm đó đã qua rồi, cái gì thiếu tốn, cái thiếu tốn cái gì mà phạm tội với Chúa thì xin Chúa thương xót và tha thứ. Rồi xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho mình những cái gì mà những cái hồng ân mà Chúa đã ban cho mình ngày hôm nay. Rồi mình viết xuống, rồi khi mình có thể nhìn lại cái ngày hôm đó từ đầu tới cuối hay từ cuối trở lại đầu, mình sẽ thấy lại nhiều cái hồng ân mà Chúa đã ban cho mình. Rồi mình cảm tạ Chúa, khen ngợi Chúa. Thì đó là những cái cách mà cha hay cầu nguyện. À, cô thấy cái cách của cha nói và chia sẻ rất là hay ở cái điểm là để mình có thể khiêm nhường được thì mình phải cầu nguyện. Phải cầu nguyện để biết Chúa và biết mình, đúng không cha? À, nhưng mà có một cái trường hợp như vậy, có một vị thính giả họ email cho chúng con đó, thì họ có chia sẻ về họ gặp rất là nhiều khó khăn trong đời sống gia đình, và họ cũng cố gắng cầu nguyện, và nhưng mà đó mỗi khi mà họ cầu nguyện họ nhớ lại cái quá khứ tội lỗi của họ cha, thì họ muốn khiêm nhường nhưng mà nhiều khi cái quá khứ tội lỗi đó nó làm cho họ cảm thấy bị bức rứt. Họ xưng cái tội đó nhiều lần rồi cha, rất là nhiều lần, nhưng mà cứ lâu lâu á nó bị trở lại đó, nó làm cho cái con người đó cảm thấy bị trầm cảm, không có vượt qua được cái quá khứ của mình. Rồi nhiều khi những đứa con đó, nó ở với mẹ mà nó thấy mẹ lúc nào cũng buồn hết, nó chán quá, nó không muốn ở, nó đi ra chỗ khác, làm cho bà mẹ cảm thấy chắc là Chúa phạt con bởi vì cái quá khứ con đã làm một cái lỗi đó, cái lỗi phá thai đó cha. Đó, thì bà mẹ đó cứ ôm cái mối gọi là cái nỗi đau đó, rồi từ từ cứ buồn, thì không biết là cha có một lời khuyên nào để giúp cho
cô có thể vượt qua cái điều đó với cha. Vâng. Thì mình phải tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, phải không? Chúa đã nói về Giê-xu là con tin tưởng vào Chúa, phải không? Thì mình phải tin tưởng khi mà Chúa mình vẫn dùng cái đó, vẫn dùng cái cơ hội đó, cái tội lỗi đó để khiêm nhường, phải không? Mình khi nào mỗi lần mình nhớ lại là mình đã phạm tội, cái đó là cái tội nặng, thì mình cứ khiêm nhường thôi. Thì đó cũng là cả hai, mình vừa khiêm nhường, mình biết cái yếu đuối, cái tội lỗi, mà cái thứ hai thì mình vẫn dựa, mình vẫn tin tưởng vào từ tổng thương xót của Chúa. Thì cái đó cũng như vậy, nhưng mà đừng có buồn rầu chán nản, đừng có, tại vì cái đó có thể là ma quỷ nó muốn mình như vậy, phải không? Nó muốn mình chán đời, chán nản, buồn rầu. Không, Chúa nói cứ tin tưởng vào Chúa và cứ khiêm nhường. Thì giống như là mình nói là hồi xưa mình cũng sống một đời sống xa Chúa, mình cũng làm nhiều chuyện mình không có vui, mình biết là không có hài lòng Chúa. Thì lâu lâu mình cũng nghĩ lại hồi xưa tại sao mình hư quá vậy, tại sao mình xa Chúa quá vậy, mà mình cũng tội lỗi quá vậy. Thì Chúa lâu lâu Chúa cũng nhắc lại để cho mình khiêm nhường. Đó mình nói theo Chúa, giống như Chúa nói con thấy không, con đã tội lỗi, con đã xa Chúa mà Chúa vẫn có làm con làm linh mục. Thì con cứ khiêm nhường đi, thì cứ tiếp tục phục vụ Chúa đó. Thì cha nói như vậy, cha nói là tại cha cũng nói cái chương thứ hai thì mình nói là tin tưởng vào Chúa, không tin tưởng vào Chúa thì đừng có để cho nó chán nản, đừng làm buồn rầu quá, mà cứ dùng cái cơ hội tội lỗi để khiêm nhường. Nhưng mà khiêm nhường xong, mình tin tưởng vào sự tha thứ của Chúa, rồi mình bắt đầu sống cho Chúa. Bây giờ mình phải sống hài lòng Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Tại vì khi mình buồn rầu, mình chán nản vậy, mình đâu có vinh danh Chúa đâu. Đúng rồi, phải không? Mình bây giờ mình Chúa muốn mình vui vẻ, Chúa muốn mình có sự sống dồi dào, có cái sự hạnh phúc của Chúa, mà làm việc, làm chứng cho Chúa, làm nhân chứng cho Chúa trên thế gian. Dạ vâng. Cảm ơn cha rất nhiều đã đưa ra những lời khuyên rất là ý nghĩa cho người mà gặp những khó khăn đó. Và chắc hẳn là quý ông bà và anh chị em nghe những lời chia sẻ của cha qua cái cuốn sách ngày hôm nay, chương về nhân đức khiêm nhường, chúng ta cũng thấy phần nào chúng ta cũng học hỏi được về cái cách thức để chúng ta tập khiêm nhường để nên giống Đức Trinh Nữ Maria. Và vì thời lượng cũng có hạn thưa cha, nên chúng ta sẽ tạm dừng chương trình ngày hôm nay, để tuần tháng sau chúng ta sẽ gặp lại nhau để chia sẻ qua cái chapter, cái chương thứ hai, đó là tin tưởng vào Chúa. Khi chúng ta học khiêm nhường thì chúng ta cũng chạy đến với Chúa nữa. Có một số người họ cũng muốn và thắc mắc là làm sao để có thể mua được cái cuốn sách này. Đó, nói gương Đức Mẹ Maria, thì không biết là cha có những cái cách thức nào để giáo dân họ có thể đến gặp và mua cuốn sách này thưa cha? Vâng, thì người ta có thể tới cái website của mình, là đó là đầytranânsủng.org, đầytranânsủng.org thì có thể mua được. Nhưng mà hình như cũng có ở tiệm sách ở nhà dòng nữa mà. Nếu như quý khán thính giả nếu muốn mua cuốn sách này thì có thể lên website của cha, đầytranânsủng.org, hoặc là đến với lại nhà dòng của chúng tôi tại tu viện Long Beach, thì cũng có bán cái cuốn sách của ngài nơi đây. Nên địa chỉ và số phone chúng tôi sẽ cho hiển hình ở trên đây, nên quý thính giả có thể gọi vô rồi order sách của ngài. Và chúng con cảm ơn cha rất nhiều đã chia sẻ với lại quý thính giả ngày hôm nay. Và giờ đây xin cha cùng nhân lời nguyện cuối giờ cho chúng con. Vâng, nhưng cha và con và Thánh Thần, amen. Chúng con cảm tạ Chúa đã giúp chúng con để noi gương Đức Mẹ Maria, để sống đời sống thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Và nhất là khiêm nhường, đó rất là quan trọng nhất. Chúa đã nhắc nhở chúng con qua Đức Mẹ và các thánh là cố gắng khiêm nhường. Đó là biết là sự thật, là chúng con yếu đuối mà phải dựa vào Chúa hoàn toàn. Và những chuyện tốt mà chúng con làm được là cũng là nhờ hồng ân của Chúa. Vì vậy chúng con cứ cố gắng làm việc cho Chúa và sống cho Chúa và phục vụ Chúa để vinh danh Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những người chúng con, nhân dân cha và con và Thánh Thần. Amen.